xin kính chào quý vị hôm nay Vanessa sẽ đến với quý vị bằng một cái đơn hướng dẫn xin cái đơn PPP uh, dành cho tất cả những ai mà form 199 này rồi thì những người chủ small business này thì mọi người đều có thể điền được cái form này nha rồi thì những người uh, tự làm chủ này Ờ, thì mọi người uh, cứ online vào cái trang web mà mình đã để cái link ở bên trong cái phần video mô tả và mọi người sẽ điền online rất là nhanh đỡ phải mất mất 10 một cái đơn hoặc là uh, 500 đô hoặc là 200 đô tùy theo những cái số tiền mà mọi người nhận được á, thì mình thấy rất là phí nếu như mọi người không tự điền á, thì rất là phí thì hồ sơ cũng không có cái gì đáng ngại cả mọi người chỉ có chuẩn bị ID của mọi người này, số social security number, số an sinh xã hội này. Rồi thì của chủ thì cái số EIN đó là cái số ID thách cái ID thuế của cái cửa hàng của bạn á. Địa chỉ nhà, rồi địa chỉ email Gmail, rồi cái ke 10 si của những bạn làm 1099 của năm 2019 nha cả nhà nha Rồi thì uh, hóa đơn Bank Statement rồi Record của năm 2019 Năm 2020 Thì những cái chuẩn bị thì mình đã ghi sẵn hàng trước rồi Thì mọi người cứ chuẩn bị theo 6 cái mục đấy là đủ Và bắt đầu mọi người vào Thì mọi người vào cái đường link Ở trên cái phần mô tả Mình đã để rồi đấy thì có cái chữ Apply Now Là mọi người hãy bấm vào cái nút đấy Để mọi người bắt đầu cái đơn của mọi người thì quý vị nhớ rằng cái 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 mail này nó không thể điền bằng được tiếng Việt đâu mọi người, mình đã thử cho sang tiếng Việt rồi thì nó sẽ bị khuyết rất nhiều những cái ô mà mình không có thể tích được vào đó nên là mình không dùng được tiếng Việt đâu mọi người ạ. Nên mình chỉ có dùng tiếng Anh để mà điền được hoàn chỉnh cái đơn này thôi. Thì đó, đây cái phần này mình cũng đã dịch sang bên tiếng Việt cho mọi người đây này nhưng mà chỉ được có mấy đoạn đầu á. Thì cái tiếng Việt nó ở bên tay phải Mọi người bấm con chuột bên tay phải nha Rồi mọi người bấm vào phần tiếng Việt đó Nó sẽ có cái chữ tiếng Việt như này Nhưng mà nó chỉ được uh, hai cái bước đầu Là các bạn sử dụng được tiếng Việt thôi Còn lại cái bước cuối cùng á Là cái phần tiếng Việt nó không có hiện ra Những cái ô để cho mình điền Đó thành ra là mình lại quay trở lại bằng tiếng Anh Để điền bằng tiếng Anh thì uh, đó các bạn vào apply thì nó sẽ hiện ra cái ô thứ nhất là cái mục email thì mọi người điền email địa chỉ của mọi người vào sau đấy thì uh, mọi người sẽ tiếp tục uh, sang cái phần uh, điền email sau xong, xong đâu đấy rồi đi họ tên rồi thì tạo cái password xong rồi đấy rồi thì nó sẽ ra dòng tiếp theo là theo about your business có nghĩa là về cái, uh, cái uh, thông tin của bạn á hoặc là ai là chủ thì là thông tin của cái cửa hàng của bạn thì tên của bạn thì bạn điền vào đó. Đó giống như ở trên màn hình mình đang điền tên của mình là Vanessa Mai chẳng hạn. Thì các bạn điền tên của các bạn vào, nếu bạn là thợ còn nếu như bạn là chủ thì bạn điền tên của cái chủ business đấy vào. Thì tên của business của bạn là chủ bạn đứng tên của bạn thì bạn cũng vẫn điền tên của bạn thôi, không có vấn đề gì cả. Số điện thoại thì các bạn cũng điền từ cái bước đầu tiên login vào rồi. Và cái income annual revenue nó chính là cái income đó mọi người thì income của các bạn sẽ được tính cái năm 2019 á, income năm đó của các bạn được bao nhiêu thì các bạn điền vào. Của mình là 15 ngàn thì mình điền 15 ngàn Rồi tiếp theo vào cái ô uh, do customer thì cái đấy, cái ô này thì mọi người điền mọi người chọn cái both business and consumer. Tại vì cái consumer và business both business này nó là cái chung dành cho cả thợ và chủ thì mọi người chọn cái đó nó chuẩn. Cái này nó là cái hướng dẫn của bên sở bên bên PPP họ hướng dẫn điền rồi. Thành ra là mọi người không có lo là là mình điền là mình điền sai tại vì cái này họ đã hướng dẫn để chọn rồi thì mọi người chọn cái mục both business and consumer nha. Tiếp theo vào cái phần bên tay trái thì mọi người chọn một là sole proprietor và hai là cái independent contractor thì là independent contractor là dùng cho cả tất cả thợ 199 hoặc là tự làm chủ này tự thầu này rồi tất cả những cái trường hợp đó thì mọi người như mình trường hợp của mình là thợ thì mình cũng chọn cái independent contractor thì đó thì uh, mọi người sẽ kích vào đó đó thì mọi người chọn cái independent contractor sau đó thì mọi người sẽ đi tiếp mọi người điền uh, những cái thông tin thách này số điện thoại này rồi thì id của mọi người và cái bên tay phải nó có cái phần existing uh, financing á nó chính là cái um, cái cái uh, tài chính tồn tại của bạn ấy, thì mình không có mình thì mình điền năn vào nha non là không thì mình điền không vào và sẽ nợ nấy sau khi mà các bạn đã điền hết các bước trước rồi thì nó sẽ đến cái bước uh, tiếp theo là cái bước này thì là cái bước banh các bạn điền cái uh, mình lại bấm sang tiếng việt cho mọi người nhìn nha đó tên ngân hàng này thì đây là cái tên của ngân hàng ví dụ như ngân hàng của mình là ngân hàng banh ở america thì mình đi banh ở america Banh of America. Đó sau đấy thì các bạn khi cái số routing, routing, routing number. Đó chính là cái số người ta ở trong cái app bank của mọi người á, nó có cái số routing ở ngay dưới cuối của cái kéo xuống dưới của cái bank ấy, của cái app đó, là nó có cái số đấy luôn đấy mọi người. Sau đấy thì số tài khoản của mọi người là bao nhiêu và mọi người confirm lại số tài khoản và mọi người gửi cái sao kê lên nữa, đính kèm cái sao kê đó chính là cái 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 sao kê tháng 2 của cái bank statement của mọi người á thì mọi người có thể chụp ảnh ép vào trong copy vào trong máy tính được hoặc là mọi người có thể uh, tải trên điện thoại về cái Google ảnh á xong mọi người tải vào máy tính thì cái bước tiếp theo thì mọi người họ sẽ yêu cầu tải cái mặt trước và mặt sau của cái driver license là cái ID cái bằng lái xe của mọi người á hoặc là cái ID của mọi người lên. Bước tiếp theo đó chính là ba cái section ABC này nó sẽ là cái bước cuối cùng và sẽ dẫn đến kết thúc cái đơn thì đây cái bước này thì cũng rất là dễ thôi nếu như mà mọi người ai mà muốn dịch sang tiếng Việt á, thì mọi người có thể bấm cái bên phải ở cái bước này để dịch sang tiếng Việt sau đó thì lại quay về tiếng Anh để cho mọi người hiểu rõ cái câu chuyện rồi mọi người sẽ điền cho nó dễ thì cái câu thứ nhất thì người ta sẽ hỏi mọi người là mọi người đã nhận cái gói SBA này bao giờ hay chưa thì mọi người không nhận thì mọi người ghi là không còn nếu như ai mà đã vay cái khoản này rồi thì mọi người ghi vào là yes là có còn mình chưa nhận cái khoản vay này bao giờ thì mình sẽ ghi là không và họ lại tiếp tục họ hỏi là bạn đã đăng ký một cái khoản vay ppp này uh, nhờ một người khác làm cho thì mình cũng không mình cũng ghi không luôn nha còn nếu như các bạn đã nhờ một người nào đó làm cho các bạn rồi thì các bạn ghi có và họ sẽ hỏi là nếu có thì có phải trong 7 ngày không thì các bạn lại trả lời tiếp cái câu đấy nhưng mà mình không có cái câu đấy thì mình sẽ không mình sẽ không có trả lời thì bỏ qua cái câu nếu có kia và sẽ đến cái phần là doanh nghiệp của bạn Ờ, thì um, theo mùa hay là không theo mùa thì cái này thì tùy vào của mỗi bạn nha nếu như các bạn doanh nghiệp business của các bạn là làm theo mùa thì các bạn ghi là yes còn mình là làm quanh năm chẳng hạn thì mình sẽ ghi là không và tiếp theo cái câu tiếp theo là cái bảng lương á À và còn cái phần bên cạnh nữa là cái ngày bắt đầu kinh doanh thì mọi người ghi vào nha thì đấy nó chính là cái ngày mà uh, mọi người bắt đầu đi làm này hoặc là bắt đầu kinh doanh ở trên cái hồ sơ thuế của mọi người nó vào ngày bao nhiêu thì mọi mọi người ghi cái ngày vào Uh, năm bao nhiêu thì mọi người ghi vào Nhưng mà mọi người phải để ý là Phải trước ngày 15 tháng 2 năm 2020 Thì mọi người mới đủ điều kiện để làm cái đơn này nha Còn nếu như các bạn ghi vào trong cái ngày bắt đầu này Mà nó sau ngày 15 tháng 2 năm 2020 Thì coi như là các bạn không đủ điều kiện để điền cái đơn này Thì mọi người chú ý đó là cái phần ngày tiếp theo là họ họ hỏi tiếp là ngoài cái bảng lương ra cái khoản vay này ra thì bạn có mục đích nào khác á, thì tùy cái này nếu như các bạn là chủ các bạn là chủ điền cái form này thì các bạn sẽ phải điền cái vừa là cái bảng lương cái payroll á vừa là cái um, cái list là cái phần uh, cho rent cho, cho thuê cho bill gas cho những cái tiền bill ở trong cửa tiệm của các bạn ạ thì các bạn sẽ phải điền tích cả những cái ô đấy vào nhưng mà cái cái phần này mình chỉ là làm cho thợ thôi nên là mình chỉ để một cái là lương bổng thôi mình sẽ không điền vào hai cái mục bên cạnh mình chỉ chọn mỗi cái payroll thôi thì cái này thực ra đang ở để ở tiếng Việt đấy mọi người nên là không nhìn thấy cái ô đấy nó khó nhìn lắm thì lát nữa mình đã quay lại bằng tiếng Anh và mình điền lại tại vì là đây là mình để tiếng Việt cho mọi người nhìn rõ chữ tiếng Việt thôi còn nếu khi các bạn để tiếng Việt á, thì rất là khó để mà điền có một số cái ô nó không hiện ra để cho mình tích vào đâu. Đó thì cái phần uh, Phân đến tiếp cái phần phân loại ngành nữa này. Thì họ có giải thích là 75% khoản vay phải được sử dụng cho payroll á thì có nghĩa là họ ghi vào đấy để cho mọi người biết. Còn cái phân loại ngành này thì nó sẽ là rất là nhiều bên trong nào là dịch vụ nào là giải trí, nói chung là mọi người làm ở cái lĩnh vực nào thì mọi người sẽ chọn ở cái lĩnh vực đấy. Còn uh, còn mình thì mình chọn cái lĩnh vực là field and Insurance là tài chính và bảo hiểm chẳng hạn Còn một số người thì thường là họ sẽ chọn vào cái mục mà uh, Nhiều mục A giờ á, nhiều mục khác và Nó liên quan đến những cái của các bạn thì các bạn sẽ bấm vào cái mục đó Và ở bên cạnh cái số nhân viên W2 á Thì mọi người điền vào cái số nhân viên của chủ là bao nhiêu, mọi người điền vào bấy nhiêu Còn nếu như mọi người chỉ là một mình mọi người thôi thì mọi người điền số 0 vào cũng có những người người ta điền số 1 đó, nhưng mà cái hai cái này thì mình thấy nó cũng không có gì khác nhau cả thì mọi người có thể điền số 0 rồi nha xong mọi người sẽ đọc cái phần tính chi phí cái phần tiền lương cho cái bảng để mà nhận họ tính ra cái khoản vay cho mọi người thì mọi người hãy đọc kỹ họ đã mình đã dịch sang tiếng việt rồi đấy thì là không thể trong vòng một năm không thể trả 100 không thể trả over 100 đô à 100 ngàn incom cho một nhân viên thì đây ví dụ mình để ở cái này bảng lương trong một tháng là 3.000 chẳng hạn Thì ví dụ mình chọn cái ở cái casual vòng 31 là 36.000 36 income incom chẳng hạn Thì sẽ chia cho 12 tháng Thì mọi người cứ cộng ra lấy cái incom của mọi người chia cho 12 tháng Thì nó ra bao nhiêu Thì ví dụ 36.000 mình chia cho 12 tháng nó sẽ ra 3.000 Thì mình sẽ để 3.000 vào đấy Và nó sẽ có một cái ô tích confirm là bạn đã trả lời đúng vào cái bên dưới Nhưng đây nó đang ở tiếng Việt thành ra mọi người nhìn không rõ rồi xuống dưới tiếp là bạn có nhận một cái khoản vay kinh tế của EIDL á. thì nếu như mọi người đã nhận cái khoản vay của EIDL thì mọi người hãy điền vào là yes và ghi con số vào bên dưới còn mình không nhận thì mình sẽ điền số 0, mình trả lời là không vào thì cái con số nó vẫn là zero ở dưới đó thì đấy là những cái cái phần cuối cùng của cái dòng này thì sau đó thì họ sẽ yêu cầu cho vay họ đã họ đã tính toán ra là khoảng 7.500 ở trên mà bạn mọi người đang nhìn đó thì nó do cái income của mọi người thôi chia sau khi chia cho 12 tháng thì nó sẽ ra được cái số tiền là bấy nhiêu và mục b là cái section b section b ấy, thì sẽ tiếp tục đưa vào cái um, cái cái thông tin họ yêu cầu là một trong bốn cái, cái 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 câu dưới này. Nếu như mọi người mà trả lời là yes chỉ cần một trong bốn câu thôi thì mọi người sẽ không đủ điều kiện để xin cái đơn này. Chính vì thế mà mọi người hãy đọc kỹ nha, nếu như ai mà nằm trong một một trong bốn cái mục dưới này thì mọi người sẽ không đủ điều kiện là không có xin được đâu. Thì uh, phải trả lời hết là không. Thì mọi người cứ đọc hết đi, nếu như mọi người mà có cái câu nào đó mà đúng với cái trường hợp của mọi người thì mọi người sẽ không đủ điều kiện xin nha. Thì mình không có cái mục nào cả Mình trả lời hết là không Và cuối cùng là cái section C Thì cái mục này thì cũng điền là không hết Mà mình cũng dịch sang tiếng Việt để cho mọi người xem Nhưng mà mọi người nhớ là khi điền mọi người điền tiếng Anh nha Tại vì điền tiếng Anh nó mới điền được á Điền tiếng Việt có một số câu nó không có cái ô để cho mình điền đâu Đây là mình cứ thử để sang tiếng Việt cho mọi người dễ nhìn thôi Còn lại mình sẽ quay lại và mình làm lại bằng tiếng Anh á mọi người thì nó cũng giống như vậy thôi nhưng mà nó có hai cái ô á, là mình confirm á, thì tự dưng nó mất mất cái ô để tích đó vừa rồi á các bạn nhìn thấy chưa có cái tôi xác nhận các bước này đã là chính xác này thì nó không có cái ô đấy để mà tích đó chính vì vậy mà phải quay mình phải quay trở lại tiếng Anh để mình tích vào hai cái ô này nếu như không tích được vào hai cái ô này thì sẽ không thể nào mà mà submit được cái cái hồ sơ của mọi người đó thì bây giờ là sang cái bước cuối cùng là điền nốt cái mục C là 00 này, rồi xuống dưới là các bạn ký nha, các bạn ký và nó có cái chữ kết thúc là xong, là xong cái đơn này thôi. Cái đơn nó rất là ngắn mọi người ạ, thực ra nó không có gì là khó cả nên là mọi người tiết kiệm được mấy trăm đồng cái tiền mọi người trả thuê cho người ta làm mà mọi người cũng yên tâm nữa tại vì nhiều khi mình đã biết rất đây có cái chữ submit ở cái chữ hoàn thành ở bên tay phải này, nó hiện cái màu xanh hoàn thành á thì sau khi mình chấp nhận điều khoản của cái đơn này thì mình sẽ bấm cái nút hoàn thành là xong thì mọi người chờ để họ gửi cái mail confirm về cho mọi người thì đã có rất nhiều người nhờ người làm á mọi người vừa phải mất